Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Tiếp theo cái phần sửa cái mạch cho cái quạt Mitsubishi. Như lần trước thì mình có hướng dẫn các bạn là chế cái nguồn 5V dùng cái sạc điện thoại cho cái mạch của cái quạt Mitsubishi. Hôm nay mình lại bị hỏng một cái nữa này. Cái mạch này rất là kém. Rất nhiều người bị hỏng này. Mạch này hoàn thiện rất là kém, các cái linh kiện của nó cũng không phải là các linh kiện tốt, toàn linh kiện lởm thôi, cho nên là rất là nhanh hỏng. Thì cái mạch này nó cũng không vào điện nữa, lại chết cái cụm này, cái cụm các cái linh kiện ở cái mạch nguồn này. Mình nói lại về cái sơ đồ của cái mạch này nhé. Cái khu vực này là cái nguồn này, nguồn cấp. Nó sẽ hạ áp xuống 5V để nuôi cho cái mạch điều khiển bên này. Đấy, cái mạch điều khiển bên này, toàn bộ cái mạch điều khiển bên này là chạy điện 5V. Đây là cái con vi xử lý này. Nói chung cái mạch này thì nó rất là thô sơ thôi, không có những cái linh kiện nào đặc thù ngoài cái con vi xử lý này và cái con IC nguồn này. Còn lại các cái linh kiện khác thì đều là phổ thông thôi. Tuy nhiên thì mình thay tất cả các linh kiện rồi đều không được. Hiện tại thì con vi xử lý này nó cũng hình như nó bị chập rồi. Bây giờ mình sẽ thử test là cấp nguồn 5V cho xem là cái con vi xử lý này nó còn hoạt động không. Nếu như mình cấp nguồn đây mà nó vẫn không hoạt động thì chắc chắn nó sẽ chết. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn 5V vào trong cái tụ này. Các bạn chú ý là tụ này tụ phân cực, nên là các bạn đấu phải đúng nguồn nhé, đúng cực nhé, âm dương. Cái phần màu trắng này sẽ là cực âm và còn lại là cực dương. Bây giờ mình sẽ thử cấp cái nguồn 5V vào cho nó xem nào. Để mình nối dài hai cái chân của cái con tụ này để cấp nguồn cho nó dễ. Dây màu xanh là cực dương và dây xám này là sẽ là cực âm nhé. Mình dùng cái bộ đổi nguồn này 5V. Các bạn thấy là khi cấp nguồn cho nó này, cấp nguồn 5V cho nó thì tất cả cái đèn đều sáng này. Đấy, như vậy là nó bị chập rồi. Con vi xử lý này nó bị chập rồi. Sờ vào rất nóng. Chắc chắn là con vi xử lý này nó bị chập rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ mình đo hai cái chân của vi xử lý này. Nếu như mà nó thông nhau thì nó chắc chắn nó chập. Các bạn để đồng hồ ở chế độ đo thông mạch nhé. Chạm vào nhau nó kêu này. Mình sẽ đo hai cái chân của cái vi xử lý này. Các bạn thấy là đồng hồ kêu rồi. Như vậy là nó đã, hai cái chân này nó đã thông nhau này. Con vi xử lý nó đã bị chập, cho nên là các chân nó đã thông nhau. Ca này rất là khó. Cách để xử lý cái mạch này thì mình chia sẻ với các bạn một cách tốt nhất, đó là mình sẽ mua cái mạch mới. Đây, mình đã mua sẵn cái mạch mới rồi. Cách xử lý dễ nhất ấy. Vì sao lại phải mua cái mạch mới mà mình không xử lý nó? Cái con vi xử lý này thì
nó đã nạp sẵn cái code cho đấy rồi. Nếu như mình mua một con vi xử lý mới, mình gắn vào đây thì mình phải nạp code vào cho nó thì nó mới điều khiển được. Cho nên là chắc chắn là cái công việc này nó sẽ rất là khó. Mình không biết cái mã code của nó như nào để mà nạp vào đây cả. Mã code để điều khiển này, nó lưu hết trong con vi xử lý này. Mình mua con vi xử lý trắng lắp vào đây thì nó sẽ không chạy, tại vì là muốn chạy được là phải nạp code vào cho nó. Và cái chi phí mà để mua vi xử lý mới, rồi là nạp code, rồi là sửa lại các cái linh kiện nguồn này, cấp nguồn này, ba lăng, nó có thể bằng giá với cái việc, thậm chí còn hơn, mình mua cái mạch mới. Đây, cái mạch này nó chỉ có giá là hơn 100.000 thôi. Các bạn nhìn thấy là các cái linh kiện của nó rất là đơn giản. Nó đơn giản hơn cái mạch này. Mà mình cảm giác như là các cái linh kiện của nó còn, nó làm còn nét hơn ở cái mạch mặc định của cái quạt này cơ. Đây, nó dùng một con tụ gốm để hạ áp, hạ xuống 5V. Và các cái linh kiện của nó thường là nó toàn dùng linh kiện dán hết, chứ ít linh kiện gài lắm. Đây, như cái cầu chì này cũng là cầu chì dán. Đấy, các bạn thấy là nó kích thước như nhau. Đây, nó cho cái quạt mã là LV16R. Tất cả những cái quạt mã này đều sử dụng được cái mạch này. Vi xử lý con này thì nó dùng một cái vi xử lý bé tí này, vi xử lý dán này. Khó nhìn quá. Con này thì rất to. Các chức năng của nó thì hệt nhau. Có đèn báo giống hệt nhau này. Các cái nút bấm này nó cũng đúng vị trí luôn. Các bạn chỉ cần về hàn và lắp y vào như thế là được. Đấy, mình mua cái mạch mới này, chi phí nó chỉ còn 100.000, hơn 100.000 một tí thôi. Nó còn nhàn hơn cái việc là các bạn mua cái vi xử lý trắng này về, xong rồi nạp cốt rồi là hàn hiếc lại, mà tháo cái nhả hàn cái vi xử lý này rất là mệt. Rất là nhiều chân, nhả hàn rất là mệt. Nó mất thời gian của các bạn. Thế tốt nhất là, cách tốt nhất mình khuyên các bạn nên mua một cái mạch mới. Đấy, rất là rẻ thôi. Mà nhìn mình có cảm giác như nó chắc chắn hơn cái mạch này. Rồi bây giờ mình sẽ đi lắp vào cái quạt nha. Bây giờ mình sẽ hàn cái mạch này vào. Đây là hai cái dây nguồn cấp mà. Thì các bạn sẽ hàn vào AC1 và AC2. Đây. Còn cái dây màu trắng này các bạn sẽ hàn với cả cổng com. Dây màu trắng hàn với cổng com. Còn lại các cái màu dây này, xanh, đỏ, đen, nâu này, thì ở trên này nó cũng đánh dấu rồi. Blue này, red, black với cả gray, nó đánh dấu các cái màu dây trên cái mạch này rồi. Các bạn cứ thế hàn theo đúng màu thôi. Bây giờ mình sẽ hàn vào. Mình đã hàn mạch xong rồi, bây giờ mình sẽ cấp điện thử xem có chạy không nha các bạn nha. Bây giờ mình bật thử này.
cái mạch này mới, cái vi xử lý nó có thêm cả cái hẹn giờ, thời gian nó nhiều hơn này các bạn ạ. Cái mạch cũ của nó, cái vi xử lý cũ của nó chỉ chọn được các khoảng thời gian như 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ hoặc 8 giờ thôi. Ở đây nó có cho chọn các cái khoảng thời gian nó rộng hơn này. Ví dụ như là cả 4 cái đèn này đều sáng, tức là cộng tổng cả mấy cái giờ này vào 12 giờ, 14, 15 giờ, tổng cộng là 15 giờ. Đấy, ví dụ mình nó có thể cho mình chọn được 3 giờ này, 4 giờ này, 5 giờ này, 6 giờ này, 7 giờ này, 8 giờ này, 9 giờ này, 10 giờ này, 11 giờ này, 12 giờ này, 13 giờ, 14 giờ và 15 giờ. Đó, cái vi xử lý mới của nó còn làm thêm một việc đấy. Mình thay cái vi xử, thay cái mạch mới nó khi còn tốt hơn cái mạch cũ. Và mọi cái chức năng trên điều khiển đều hoạt động tốt các bạn nhé. Mình thấy có một sự thay đổi, đó là cái chế độ gió thoảng này này. Khi các bạn chọn chế độ gió thoảng nhá, thì ở cái mạch cũ, các bạn muốn hủy nó thì các bạn bấm cái nút speed, tức là tốc độ ấy, thì nó sẽ mất. Đấy, nhưng mà khi mình bấm cái speed này nó lại không mất, nó tăng cấp độ thôi. Mà mình muốn hủy cái gió thoảng này thì mình lại bấm nó một lần nữa thì nó lại tắt. Đó là cái thay đổi của cái mạch mới này. Một cái điểm trừ của cái mạch mới này đó là cái hẹn giờ. Mình không thể chọn được là hẹn giờ nó bật lên, chỉ hẹn giờ nó tắt đi thôi. Cái mạch cũ thì mình có thể hẹn được giờ nó bật lên, hẹn giờ bật và hẹn giờ tắt. Ở cái mạch mới này nó chỉ hẹn được giờ tắt thôi. Đó là một cái điểm trừ của cái mạch mới này. Và các cái phím bấm này có vẻ nó hơi lì hơn, nó không nảy bằng cái phím bấm cũ. Thì cái này nó không quan trọng lắm. Rồi, video của mình hôm nay dừng ở đây nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình. Nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những video mới hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.